Mùa du lịch biển Cửa Lò 2023 đang đến gần, mang theo kỳ vọng thay đổi lớn diện mạo bãi biển sau khi chính quyền có chủ trương di rời các ki-ốt dọc bãi biển. Tuy nhiên hiện nay dọc bãi biển phía đông đường Bình Minh vẫn bừa bộn, ảnh hưởng lớn đến mỹ quan đô thị. Cuối năm 2022, hơn 200 ki-ốt bãi gửi xe dọc phía đông đường Bình Minh đã được chính quyền thị xã Cửa Lò huy động lực lượng, phương tiện tháo dỡ, trả lại cảnh quan thoáng đãng cho bãi biển Cửa Lò. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số nhà nghỉ dưỡng, công ty, đơn vị vẫn chưa tháo dỡ, khiến bãi biển Cửa Lò còn ngổn ngang. Khít trước là khác. Khít trước là về thì coi như là nói chung thì các cái những cái nhà hàng ở ngoài bờ biển thì nó rất nhiều. Nhưng hôm nay thì tôi thấy là về đây thì có những cái được, những cái chưa được vì mùa du lịch gần tới rồi. Mà bây giờ tôi thấy là cái cảnh quan ở đây là bề bộn quá, đấy, rồi là cây cối rồi đường này bây giờ cũng làm chưa xong này, nới ra thì chưa xong này, thì nói chung thì cái này thì mùa du lịch tới thì e rằng tôi nghĩ là có lẽ là cũng chưa có thể là đạt được yêu cầu của người đi du lịch ở vùng này. Bên cạnh đó, công trình giao thông trọng điểm từ vòng xuyến Cửa Hội đến quảng trường Bình Minh vẫn đang thi công dang dở. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ rải thảm nhựa, lát đá vỉa hè, trồng cây xanh. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi, khối lượng công việc lớn khiến việc đảm bảo tiến độ đề ra phục vụ cho mùa du lịch 2023 là rất khó. Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2023 sẽ được khai mạc vào ngày 14 tháng 4 và kéo dài đến ngày 30 tháng 4. Năm 2023, Cửa Lò đặt mục tiêu đón 3,4 triệu lượt du khách, doanh thu 3.550 tỷ đồng.